xin chào các bạn mình là dũng Leo đây trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đào cái con là radian ở trên cái hệ điều hành vhttos nha thì trước khi mình vào mình đào một cái con nào á thì mình cũng sẽ chuẩn bị ví cho nó nha ở đây á là mình sẽ đào qua cái ví lạnh trước sau đó mình sẽ chuyển từ cái ví lạnh này lên cái sàn để mà mình giao dịch nha các bạn và sàn giao dịch ở đây á có hỗ trợ cái con này là sàn tsbit các bạn đây thì giá hiện tại của nó là 0.3 số 0 82 USDT nha đây giá của nó các bạn để mà lấy được cái ví lạnh á chúng ta sẽ vào Google á mình gõ là Radian Wallet các bạn mình sẽ lăn xuống mình vào cái trang á là Radian Blockchain này các bạn mình sẽ click vào cái biểu tượng hình cái ví nè chỗ đây á ở bên góc bên tay phải của mình á mình sẽ thấy là cái file là electron radian thì ở đây cái phiên bản mới nhất của nó là 0.1.2 nha mình sẽ tải cái phiên bản này về mình sẽ download cái file á là file electron radian 0.1.2.exe Bây giờ mình sẽ vào thư mục để mà mình chạy cái file này nha. Đây mình sẽ click up để chạy cái phần mềm này. Mình run nha các bạn. Ở đây mình sẽ chọn là auto connect. Mình chọn next nha. Mình chọn next luôn nha các bạn. Mình chọn là standard wallet các bạn. Mình chọn next luôn nha. Nếu như các bạn đã có tạo trước rồi á thì các bạn sẽ chọn là I ready a C thì các bạn sẽ dán cái mã bảo mật vào. Còn nếu như các bạn chưa có, các bạn mới tạo lần đầu á thì các bạn chọn là create nha các bạn. Các bạn chọn là next. Thì họ sẽ cung cấp cho mình á 12 cái từ khóa như thế này các bạn. Các bạn sẽ dùng giấy viết á mình sẽ ghi 12 cái từ này lại nha. Sau đó các bạn sẽ chọn next mình sẽ ghi lại 12 cái từ khóa mà mình mới lưu nha. Rồi các bạn sẽ chọn Next. Tại đây các bạn sẽ đặt cái password cho cái phần mềm này nha các bạn. Các bạn sẽ chọn Next. Thì nó sẽ có cái giao diện như thế này. Để lấy được cái địa chỉ ví mình sẽ vào Receive nha các bạn. Thì đây là cái địa chỉ ví của mình. Mình sẽ dùng cái địa chỉ ví này để mình đào nha. Thì trước khi mình làm video giúp các bạn thì mình đã làm sẵn và mình chạy trước rồi á mình chạy một cái địa chỉ ví khác chứ rồi á thì à, mình sẽ hướng dẫn tiếp theo cho các bạn để cái cách để mình chạy cái con này trên cái hệ điều hành VHTTOS nha thì à, sau khi các bạn đã tạo xong cái ví lạnh rồi á thì các bạn sẽ đăng ký tiếp cái tài khoản của sàn Tbit các bạn nếu như bạn nào chưa có tài khoản của sàn này á các bạn có thể đăng ký nha để khi mà mình đào được tiền vào cái ví này rồi mình sẽ send nó lên cái sàn này để mà mình giao dịch nha rồi mình sẽ qua cái hệ điều hành VHTOS các bạn tại đây các bạn sẽ vào cái mục á, là group config mình sẽ chọn á, là add group config nha cái name này á, mình sẽ đặt tên làm sao mình cho dễ phân biệt nha các bạn ở đây mình sẽ đặt là Raden các bạn cái chỗ con này các bạn mình sẽ chọn là custom nha do là hệ điều hành VHTOS chưa có hỗ trợ con này cho nên là mình sẽ tự build nha các bạn Cái miếng Indorem á Thì các bạn sẽ chọn là BZ Miner nha các bạn Cái chỗ sức bull này Mình sẽ bỏ trống nha Cái wallet á Mình sẽ điền cái wallet của mình vào Các bạn sẽ copy nha Mình sẽ dán vào đây Cái Miner Option này á Mình sẽ chép cái đoạn này các bạn Nếu như các bạn nào đào ở chế độ Solo á thì các bạn sẽ chép cái đoạn này để các bạn dán vào còn các bạn nào đào ở chế độ bull xe bình thường á thì các bạn sẽ chép cái đoạn này để các bạn dán vào nha ở đây mình sẽ đào ở chế độ bull mình sẽ copy các bạn mình sẽ dán vào đây đó thì sau khi các bạn đã làm xong những thao tác này rồi các bạn sẽ chọn create để các bạn tạo mới nha các bạn sẽ lăn xuống các bạn sẽ được một cái không thích như thế này các bạn đây không thích mà mình mới vừa tạo này các bạn nó giống với cái không thích mà hôm trước mình đã tạo để mình test trước cho các bạn á nó sẽ khác cái ví thôi nè thì sau khi các bạn đã à, tạo được cái không thích rồi các bạn sẽ qua cái phần read list nha tại đây á mình sẽ vào cái chỗ config nè mình chọn lại cái config mà mình mới vừa tạo các bạn đây các bạn chọn là config này. Sau đó các bạn sẽ chọn trên group config để cho nó nạp lại cái hình thiết mới nha. Rồi, về cái thông số OC á thì hiện tại là cái con này nó tương đối mới đối với mình các bạn, cho nên là mình chưa có test ra cái thông số OC chuẩn cho nó được. Thì mình đang sử dụng cái thông số OC giống với việc mà mình đang đào cái đồng con ETHQ á thì mình sử dụng thông số OC chung luôn nha còn các bạn nào đào á, các bạn có thể nghiên cứu kỹ hơn về cái số OC này phù hợp với cái Vega của các bạn nha thì sau khi các bạn đã điều chỉnh hộp số OC rồi á các bạn đã chạy được cái con này rồi á thì việc tiếp theo của mình mình sẽ vào bull để mình kiểm tra nha các bạn ở đây đó là mình đang sử dụng cái bull của Bulai Bulai các bạn đây bull này cho nên mình sẽ vào Google mình gõ là Bulai Bulai nha các bạn gõ từ khóa này. Các bạn vào cái trang á là vulai.com các bạn. Các bạn lăn xuống. Các bạn chọn cái đồng RDX nha, là cái đồng à uh, Radan của mình. Tại đây á các bạn sẽ nhập địa chỉ ví của mình vào đây. Sau đó các bạn sẽ click vào biểu tượng cái kính lúp để mà mình tìm kiếm nha rồi ở đây nó sẽ hiện cái hết của mình nè các bạn cái tiền mà mình đào được nó sẽ từ từ nó sẽ chuyển cái tiền này lên cái phần bên đây nha này và đây á nó hiển thị cái số con trung bình của mình trong 60 phút nè 12 giờ 24 giờ một tuần một tháng các bạn hiển thị ở đây và đây là cái biểu đồ hết của mình cái chỗ quốc cơ này á cái à, tên quốc cơ này á nó sẽ trùng với cái tên worker mà mình sử dụng ở đây các bạn này rồi sau khi các bạn đã đào được rồi bạn kiểm tra được là nó lên buôn rồi á thì với đồng con này á là 1000 radian nó sẽ bay về cho mình một lần nha mình sẽ lui lại một bước các bạn đây Min bay của nó hiện tại đang là 1000 radian nó sẽ bay về cho mình và cái phí buôn hiện tại là 0.9 phần trăm cho cái việc mình đào đồng coin này nha. thì các bạn sẽ chờ các bạn đủ một 000 radian thì nó sẽ tự động nó bay về cái ví này. sau đó các bạn sẽ vào sen các bạn, các bạn copy cái địa chỉ ví bên cái sàn tbit này nè. thì bên cái sàn tbit này á, bạn nào muốn lấy địa chỉ ví các bạn sẽ vào wallet các bạn. mình sẽ chọn cái set này nè mình chọn là radian nha đây các bạn các bạn sẽ chọn á là dispose ở đây là nó báo á, là không nhận tiền trực tiếp từ buôn rồi các bạn này các khoản thanh toán khai thác hoặc nhóm không được phép dưới dạng tiền gửi và sẽ dẫn đến mất tiền gửi của bạn tức là nó không nhận tiền trực tiếp từ buôn nha cho nên bắt buộc mình phải đào vào cái quý lệnh trước mình mới chuyển qua được nha các bạn mình click vào cái chỗ mà tôi hiểu nè các bạn sẽ chọn đóng nha rồi ở đây á nó sẽ có cho mình một cái địa chỉ ví như thế này các bạn sẽ sao chép các bạn dán vào đây các bạn đó cái chỗ direction này nè các bạn có thể điền mô tả như là dũng leo chẳng hạn cái chỗ mình này mình sẽ điền số tiền mà mình muốn gửi nha. Mình sẽ chọn mắt các bạn. Ví dụ như mình có bao nhiêu tiền mình gửi thì mình chọn mắt mình gửi cũng được. Đây là cái phí của mình. Thì mình chưa có chuyển cái đồng con này về sàn lần nào á cho nên mình không biết là cái phí này mình điều chỉnh như thế nào là hợp lý các bạn. Thì mình nghĩ là mình để mặc định rồi uh, mình xem thôi các bạn. Thì nó sẽ về cái sàn mình nhanh hơn nha. Sau đó các bạn sẽ chọn send để mà gửi cái tiền từ cái ví lạnh này về cái sàn cho mình vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cái cách để đào cái đồng radian này trên cái hệ điều hành vhttos rồi á thì trong video kế tiếp á mình sẽ hướng dẫn các bạn đào một cái con khác nha nếu như bạn nào có quan tâm tới những video tiếp theo của mình á thì hãy đăng ký kênh giúp mình nha xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của mình